Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Cô Bay Nha Trang. Ngày hôm nay là hai chị em của mình sẽ vào bếp hướng dẫn mọi người nấu một cái món ăn, đó chính là chè trôi nước bằng bột năng. Từ nguyên liệu ngày hôm nay mình đã chuẩn bị, đây là nguyên liệu để làm món chè trôi nước bằng bột năng. Cái thứ nhất đó chính là bột năng. Cái này nãy đông bao nhiêu? 250 gram. Rồi cái thứ hai nữa là bột mì đầy dụng, bao nhiêu gram? 400 gram. 400 gram nha mọi người. Rồi bao nhiêu gram đường? 50 gram. 500 gram. Đây 500 gram. Rồi tiếp theo thành phần không thể thiếu để làm chè cho nước đó là hạt mè. Hạt mè này tí nữa mình sẽ rang sau nha. Rồi để làm cho món ăn nó thơm hơn là mình sẽ chuẩn bị thêm một lát gừng nữa đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nhào bột trước nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ tiến hành nhào bột. Trước khi nhào bột mình sẽ cho vào đây một ít muối nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chia bột ra làm 3 phần nha các bạn. Để tí nữa mình sẽ đổ nước màu vào. Bây giờ mình sẽ nấu nước màu nha các bạn. Nước sôi rồi, mình sẽ thả hoa đậu biếc vào. Mình sẽ để cho nó sôi lâu một chút xíu cho nó ra nước màu nha các bạn. Mình sẽ pha bột với nước nóng nha các bạn. Nước nóng ở đây là 100 độ C á. Để cái bột năng nó chín chứ không là nó loãng. Rồi bây giờ mình đã nhào xong bột màu trắng rồi. Mình sẽ pha với nước màu xanh của hoa đậu biếc nha các bạn. Để xem thử tí nữa là nó sẽ ra màu xanh, không phải xanh da trời. Cái này nó tí nữa mình nấu nó sẽ ra cái màu rất là xanh, là xanh da trời luôn đó các bạn. Mình sẽ làm chè trôi nước không nhân nha các bạn, chỉ làm phần bột thôi. Bây giờ sau khi nhào bột xong rồi thì mình sẽ tiến hành nặn thành những cái viên nhỏ nhỏ như thế này. Mình sẽ xe bột nó nhỏ nhỏ như thế này, sau đó mình dùng dao mình cắt rồi mình nắn lại cho nó bầu bầu nha các bạn. Sau nửa tiếng đồng hồ thì mình nhồi xong cái đống bột của mình rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đem bỏ vào nước đường thôi. Mình sẽ chén vào một lớp bột áo cuối cùng nha, rồi mình mới đem bỏ vào trong nước đường. Bây giờ mình sẽ bỏ đường vào nha các bạn. Mình sẽ nấu cho tới nước đường, sau đó mình sẽ bỏ bột vào. Nước đường đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ bột vào nha các bạn. Mình sẽ để nước đường sôi tầm khoảng 5 phút để cho nước đường nó keo lại chút xíu. Thì mình có thể để lâu hơn.
chè nó không bị chảy nước, đặc biệt là trong cái thời điểm mùa nắng nóng như thế này. Mình để cho nó sôi lên tầm khoảng 3 phút, nó nổi lên hết rồi mình sẽ tắt bếp. Sôi quá thì nó cạn nhanh. Mình sẽ để lửa nhỏ lại nha các bạn. Ôi lên màu sắc đẹp ghê á, tách biệt ra hai màu, một tím với màu xanh kìa. Bây giờ mình sẽ bỏ gừng vào nha. Gừng thì các bạn sẽ giãn dập dập ra để cho nó có cái độ thơm. Cái này nó sắp chín rồi các bạn. Nó nở ra màu sắc nhìn giống như khoai môn á. Cái nồi chèo của mình đã chín rồi, bây giờ mình nhắc xuống được rồi các bạn. Wow, trời sắp xét luôn, nấu nồi chè mà trời sắp xét luôn mọi người. Giờ mình sẽ múc ra chén nha. Giờ mình sẽ rắc lên đây một ít mì. Mì mình đã rang rồi nha các bạn. Rồi như vậy là nồi chè trôi nước bằng bột năng của mình đã xong rồi.